Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Today we are going to learn lesson 3, unit 1, English in the world. student book 9, Island Small Word. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 3. Chủ đề ngày hôm nay đó là English in the Words của sách tiếng Anh chính, Island Small Word. Okay. In this lesson, can you talk about reason of Can you talk about reasons for doing different activities in English? Can you write a reply email giving advice to a friend? Ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về những lý do uh, về việc là làm những cái hoạt động khác nhau bằng tiếng Anh Và gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để viết một email phản hồi đưa ra lời khuyên đối với một người bạn uh, Trong phần kỹ năng viết, chúng ta sẽ sử dụng À, các từ nối chỉ thứ tự để sắp xếp bài viết sao cho hay. Right. Now are you ready? Let's get started. Now, have a look at this picture. What are these people doing? Do you communicate like this? Các bạn hãy nhìn vào các bức tranh và hãy cho biết là những người này đang làm gì. Và bạn có giao tiếp như những người này không? Hmm, what are these people doing? Yeah, they're chatting. They are um, uh, they have they having phone calls they talking together they talking face to face together right các bạn ấy đang làm gì đang nhắn tin hay là đang gọi trực tuyến và gì nữa và ở bức tranh số 3 thì đang nói chuyện trực tiếp với nhau alright so do you communicate like this và bạn có giao tiếp như những người này không yes I communicate in both ways uh -huh. Thường thì mình cũng sẽ giao tiếp um, bằng những hình thức như thế này Có thể là nói trực tiếp nói trực tiếp với nhau face to face Hoặc là thông qua các trang mạng xã hội Ok Để mà trao đổi với nhau Alright Good job uh, now the first part is reading. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần reading phần đọc. A hey, read the email between two pen pals. Choose the best Subject for the email. ở phần này chúng ta sẽ đọc một email giữa hai người bạn tâm thư. Hãy chọn ra tiêu đề phù hợp nhất cho cái email này. A. Ideas for party. Uh, chủ đề ở đây là gì? Ý tưởng cho một bữa tiệc. B. Ideas for this weekend. Ý tưởng cho cái chương trình cuối cuối tuần. Uh, ideas for learning at at home. Ý tưởng về việc học tiếng Anh ở nhà. Choose so one. alright Two terms as englishspeakingpanpal.com uh, Cái email này gửi đến Tom Đây là địa chỉ của Tom From David at englishspeakingpanpal.com Và email này được gửi từ bạn David Và đây là địa chỉ của bạn David The subject. À, bây giờ chúng ta sẽ đọc cái email này Và cho biết là đâu là tiêu đề phù hợp cho cái email này All right. Hi Tom Chào Tom Thanks for your email Cảm ơn bạn đã gửi email cho mình nhé. You asked me if I knew some fun ways to learn English. Bạn đã hỏi mình rằng là mình có biết những cái cách nào để học tiếng Anh không phải không? Yes, I do. Mình có biết đấy. Check out the awesome activities you can do. Just pay attention to study matters. Bạn hãy xem những cái hoạt động tuyệt vời này. Bạn có thể thực hiện chỉ cần chú ý đến phương pháp học. First, you can watch movie you can watch movies and TV shows in English. Đầu tiên là bạn có thể xem phim hay là những chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. It's a great way to learn new words. Đó là cách tuyệt vời để học từ mới. Sometimes it's difficult to figure out what is happening. Thỉnh thoảng thì nó khó để tưởng tượng để mà để mà hiểu được cái gì đang diễn ra. So make sure you turn on the English subtitles to understand the new words clearly. Um, vì thế hãy chắc chắn rằng là Bạn um, bật phụ đề Để hiểu được lời Để hiểu được từ mới Một cách rõ ràng Second, you can read stories in English Thứ hai là bạn có thể Đọc truyện bằng tiếng Anh You can choose any type of reading you like For me, I love reading comic Thứ hai là bạn có thể Đọc truyện bằng tiếng Anh Bạn có thể chọn bất kỳ cái loại truyện nào Mà bạn thích Đối với mình thì mình thích truyện tranh Be sure to double check that you're reading something a little above your language level to learn some new words at time. Nhưng mà gì? Mỗi lần mà bạn học từ mới như vậy thì hãy chắc chắn kiểm tra lại rằng là bạn đang đọc cái gì đó mà nó trên với trình độ của bạn một chút nha. Finally, You can listen to your favorite English songs and choose something new to listen to. Và cuối cùng thì bạn có thể nghe những bài hát yêu thích và hãy chọn uh, cái gì đó mới để nghe. There are some, there are so many singers and songs. There are so many singers and songs in English you can pick. Có rất là nhiều ca sĩ, nhiều bài hát tiếng Anh và bạn, và bạn có thể chọn lựa. It's always easy to find interesting music nó thì rất là dễ dàng để tìm thấy những cái loại nhạc thú vị. Search for the lyrics online and use them when you listen to the singer's words. Bạn có thể tìm kiếm những cái lời uh, bài hát online và sử dụng chúng khi bà bạn nghe nghe lời bài hát ca sĩ của ca sĩ. Alright. Which one do you think is your favorite? Let me know if you have any questions. Uh, bạn nghĩ thì cái hoạt động nào thì bạn thích nhất? hãy cho mình biết nếu như bạn có câu hỏi gì nhé bye for now tạm biệt nhé ký tên là David so tell me which one is the best subject for this email for the email theo các bạn thì đâu là tiêu đề phù hợp cho bài cho cái email này nhỉ đâu là tiêu đề phù hợp cho nội dung email này C ideas for learning at home ideas for learning at home right excellent Now B read and choose the correct answer. Ở phần B chúng ta hãy đọc và chọn ra câu trả lời đúng. Number one, what the the sender want Tom to focus on in the email? Người người gửi muốn Tom tập trung vào phần gì trong email? Trong nội dung email, người người gửi thư á muốn bạn Tom tập trung về điều gì trong email? The study method, the study method, right? Yeah. Just pay attention to the study matters, okay? Uh, chỉ cần chú ý đến phương pháp học, okay? Có rất là nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể làm, nhưng mà chỉ cần chú ý đến, nhưng chỉ cần là chú ý đến những cái phương pháp học the study matters, okay? Number two, what kind of text should Tom read to always learn new words? Những cái loại văn bản nào mà Tom luôn đọc để học từ vựng? A something very challenging, something e, something a little challenging, something he read he read before, something very easy, a little challenge, challenging, right? A little challenging. Um, where was the key? Từ chìa khóa trong này là ở đâu nhỉ? Be sure you be sure to double check that you're reading something a little above your language level to learn some new words each time. Okay, trong bài bạn cho biết cái nói gì? Hãy chắc chắn kiểm tra lại rằng là cái gì mà bạn những cái nội dung gì mà bạn đọc phải trên cái trình độ của bạn một chút để mà học từ vựng và mỗi lần mỗi lần như thế, mỗi lần mà bạn học từ vẫn thì hãy kiểm tra lại Hãy chắc chắn kiểm tra lại một hãy chắc chắn kiểm tra lại lần là những cái cái mà bạn học á, những cái mà bạn đọc á nó sẽ trên với cái trình độ của bạn một chút thôi. Ok, a leader challenging. Mm -hmm. Good job. Now, number 3, what what music does David? What music does David say Tom can listen to? Bạn David, cái loại âm nhạc nào David Northern có thể nghe? Music in two languages, music Tom likes, music with no words. Uh, David's favorite music. David's favorite music. Okay? All right. David's David's favorite music. Now, where's the key? You can listen to your favorite English song. You can listen to your favorite English song and choose something new to listen to. There, there are so many singers and songs in English. You can, you can pick. It's always easy to find interesting music. Okay. Như vậy, David nói Tom có thể nghe loại nhạc nào? Loại nhạc mà, mà À David nói Tom Nói rằng là Tom có thể nghe loại nhạc nào Loại nhạc mà Tom thích right? Music Tom likes Music Tom likes Now You can listen to your favorite English song Bạn có thể nghe những cái bài hát tiếng Anh mà bạn thích All right? Ok, good job Good job Now number 4 What does the word them in the purchase prefer? What does the word "them" in the passage refer? Cái từ cái từ "them" ở trong đoạn văn này có nghĩa là gì? Lyrics, read lyrics, lời bài hát. <laughs> Search for the lyrics online and use them when you listen to the singer's work. Hãy tìm kiếm lời bài hát trực tuyến và sử dụng khi mà và sử dụng cái lời bài hát này khi bạn nghe lời của lời bài hát của ca sĩ hát đúng không? And number 5 which of the following you can refer from the passage? Những cái câu nào sau đây mà bạn có thể suy ra từ bài viết? A. David, David likes learning English. David thích học tiếng Anh. B. David did like learning English. David không thích học tiếng Anh. David is English. David là tiếng Anh. David has lots of English friends. David có rất là nhiều người bạn. Nước Anh. Which one? Yes, A. David likes learning English. Okay. Number 5. Which of the following can you infer from the passage? Những uh, câu nào sau đây bạn có thể bạn có thể suy ra từ đoạn văn? A. David likes learning English. David thích học tiếng Anh. B. David did like learning English. David không thích học tiếng Anh. C. David is English. David là người Anh. D. David has lost. David has lots of English friends. And David có nhiều người bạn. Người Anh, nhiều người bạn nước ngoài. So which one? I think A. David likes learning English. Uh, bạn David uh, thích học tiếng Anh, right? Okay, now, Paul, let us see. Listen and read. Okay? Now listen together. To Tom at EnglishSpeakingPenPal.com From David at EnglishSpeakingPenPal.com Subject Ideas for Learning at Home Hi Tom, thanks for your email. You asked me if I knew some fun ways to learn English. Yes, I do. Check out these awesome activities you can do. Just pay attention to the study methods. First, you can watch movies or TV shows in English. It's a great way to learn new words. Sometimes it's difficult to figure out what is happening, so make sure you turn on the English subtitles to understand the new words clearly. Second, you can read stories in English. You can choose any type of reading you like. For me, I love reading comics. Be sure to double check that you read something a little above your language level to learn some new words each time. Finally, you can listen to your favorite English songs or choose something new to listen to. There are so many singers and songs in English you can pick. It's always easy to find interesting music. Search for the lyrics online and use them when you listen to the singer's words. Which one do you think is your favorite? Let me know if you have any questions. Bye for now, David. Okay, now D, work in pair. Which activity in the email do you think is the most interesting? Why? Cái hoạt động nào trong email mà bạn nghĩ là thú vị nhất? Và tại sao? Uh -huh. Hoạt động nào trong email bạn nghĩ là thú vị nhất? Và hãy nêu lý, và hãy nêu lý do tại sao? Okay, for me, Watching movies or TV shows in English is a great way for you to improve your English, especially your listening and speaking skills. À, việc xem phim hay là xem các cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh là cách tuyệt vời cho bạn để mà cải thiện tiếng Anh, chẳng dạ hạn như là kỹ năng nghe, kỹ năng nói. Films are made for native English speakers. Phim thì được làm cho người bản bản xứ. Therefore, the language is exactly how you hear it in real life. It is spoken quickly with native accents and pronunciations, and using many idioms and colloquial expressions. À, phim thì được làm cho người bản xứ. Vì thế, ngôn ngữ chính xác là những gì mà bạn nghe trong đời sống hàng, à, trong đời sống thực. Nó được nói nhanh với giọng, cũng như là phát âm bạn ngữ và sử dụng rất là nhiều. Thành ngữ cũng như là cách diễn đạt thông tục. Right. So we should watch movies, we should watch films in English in our spare time for additional practice. Vì thế chúng ta nên xem phim bằng tiếng Anh vào thời gian rỗi để mà thực hành thêm nhé. Good job everyone. All right. Now the next part is writing. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần writing, phần viết. A. Read about using sequence words to organize your writing. Then read the email again and circle the sequence words. Ở phần này chúng ta sẽ đọc về các từ nối, chỉ thứ tự để sắp xếp lại bài viết. Sau đó chúng ta sẽ đọc email lại một lần nữa và khoanh tròn các từ chỉ thứ tự, các từ nối chỉ thứ tự. Now, writing skill, kỹ năng viết. Using sequence words to organize your writing. Sử dụng các từ nối theo thứ tự để sắp xếp lại bài viết. To show the order or importance of idea, you can use the ordinal number. First, second, third, and the adverb finally. À, chúng ta để sắp xếp theo thứ tự và tâm quan trọng của các ý tưởng thì bạn có thể sử dụng các số thứ tự như là gì first second là gì first là đầu tiên second là thứ hai là third là thứ ba and the adverb finally và cuối cùng là trạng từ finally we use sequence words to organize our writing We made our writing easier to read and our idea easier to understand. We use them at the beginning of a sentence and write a comma after them. Chúng ta có thể sử dụng các từ nối theo thứ tự để sắp xếp lại bài viết. Chúng chúng sẽ giúp cho bài viết của chúng ta dễ dàng để đọc hơn và các ý tưởng của chúng ta dễ dàng hiểu hơn, để hiểu hơn. Chúng ta sử dụng ở đầu câu và sau sau nó sẽ là có dấu phẩy. First, learn how to say some new English words. À, đầu tiên là chúng ta sẽ học cách để um, nói để mà đọc những cái từ tiếng anh mới. Second, practice saying the words to your partner. Thứ hai là chúng ta sẽ thực hành nói các từ đó. Third, practice listening to your partner saying them. Thứ ba là chúng ta sẽ thực hành nghe người khác nói. And finally, try to use them in real life English conversation. Và cuối cùng là hãy cố gắng sử dụng trong cái uh, hậu thoại tiếng anh đời sống uh, đời sống thực. Alright. Okay. Now Now read the email again and circle the secret words bây giờ chúng ta sẽ đọc lại email và hãy khoanh tròn các từ nối uh, Khoanh tròn các từ nối chỉ thứ từ. All right Now so which one is uh, which one are uh, secret words here first second Finally, right Now, B, read the sentences about keeping a vocabulary notebook. Write numbers in the boxes to put the sentences in order of importance. Then write sequence words in the blank. Ở phần này chúng ta hãy đọc các câu, hãy đọc các câu về việc giữ một cuốn sổ từ vựng. Chúng ta sẽ đánh số vào khung, vào bộ ô, vào các câu uh, theo thứ tự quan trọng. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng các từ nối thứ tự chỉ thứ tự uh, vào ô trống. Sau đó chúng ta sẽ viết các từ nối theo thứ tự vào chỗ, vào ô trống. Alright, now you can see. First là đầu tiên là, second thứ hai là, third, thứ ba là, and finally và cuối cùng là gì? Okay, you can arrange the new words in your notebook if you want to. Some students like to do it to quickly find the new words again. Bạn có thể sắp xếp các từ mới viết vào vở. Vào số nếu mà bạn muốn Một số học sinh làm điều này để nhanh chóng tìm thấy từ mới à, Khi mà tìm lại từ mới You should select a bright color for the color to help you find it when you need it Bạn cần phải chọn cái màu sáng cho cái bìa Để giúp bạn tìm thấy nó khi mà bạn cần You need to write your email You need to write your, your name on the notebook if you leave it somewhere You can get it back easily. Bạn cần viết tên của bạn vào cuốn sổ, và cuốn vở. Nếu mà bạn để nó ở đâu đó thì bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó, dễ dàng um, lái lại nó. It's a good idea to go over your notes a few times to help you remember better. Ý, ý tưởng tuyệt vời để mà xem lại phần ghi chú một vài lần để giúp bạn nhớ tốt hơn. So, which one is number one? Yeah. Đầu tiên là gì? You should select a bright color for the color to help you find it when you need it. Đầu tiên là để mà có một cuốn sổ uh, để mà giữ một cuốn sổ tư vấn thì đầu tiên chúng ta phải chọn cái màu sáng cho cái bìa của cuốn sổ. The second one, you need to write your name on the notebook. If you leave it somewhere, you can get it back easily. Thứ hai là chúng ta sẽ làm gì? Thứ hai là chúng ta cần phải viết tên của mình vào bìa cuốn sổ chúng ta cần phải viết tên vào cuốn sổ nếu mà bạn để cuốn sổ ở đâu đó thì bạn có thể dễ dàng tìm lại nó alright and number three bước thứ ba là gì mm, you can arrange the new words in your notebook if you want to some students like doing this to quickly find the new words again bước thứ ba là chúng ta có thể sắp xếp các từ mới ghi vào vở nếu mà bạn muốn một số học sinh thích làm điều này để mà có thể tìm nhanh chóng để có để có thể tìm lại các từ mới một cách nhanh chóng And the last one Finally, it's a good idea to go over your notes a few times to help you remember better Và cuối cùng là gì? Nó là ý tưởng tuyệt vời để mà xem lại Đó là ý tưởng tuyệt vời để mà xem lại phần ghi chú một vài lần để giúp bạn nhớ tốt hơn Ok, now let's check Excellent Okay, now let's move on to the next part. All right, now the next part is speaking. Chúng ta sẽ đi vào phần speaking phần nói. A. Work in pairs. Discuss different fun activities you can do to practice English at home. For each activity, decry a study method you can use to improve your English. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng thảo luận những cái hoạt động thú vị những cái hoạt động à, thú vị những cái hoạt động khác nhau chúng ta có thể làm để thực hành tiếng Anh ở nhà và cho mỗi hoạt động như vậy thì chúng ta hãy mô tả cái phương pháp học mà bạn có thể sử dụng để mà cải thiện tiếng Anh Now B Do three activity you can do and decry the order of important then complete the table và ở phần B thì chúng ta sẽ chọn ra ba hoạt động mà bạn có thể làm và hãy xem cái sắp xếp theo cái tầm quan trọng, quan trọng nhất rồi ít quan trọng nhất. Chúng ta hoàn thành cái bảng này, ok? Alright, now fun activities. Ở đây chúng ta sẽ có những cái hoạt động thú vị để mà chúng ta có thể làm để mà có thể cải thiện tiếng Anh ở nhà. Có đầu tiên là gì nhỉ? The most important hoạt động đối với bạn quan trọng nhất là gì nhỉ Watch movie, uh, TV shows in English những cái hoạt động như là xem phim hay xem những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh, uh, read stories in English hay là đọc truyện bằng tiếng Anh, uh, join joining the English club hay là tham gia vào một câu lạc bộ tiếng Anh right? English study matters rồi cái phương pháp học tiếng Anh Đối với việc xem TV cũng như xem cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh thì cái phương pháp học tiếng Anh ở đây là gì nhỉ? Turn on the subtitle to know. Chúng ta sẽ bật cái phụ đề để mà biết được là, người 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 ta nói cái gì, đúng không? How about reading story in English? Thế còn việc đọc truyện bằng tiếng Anh thì sao? You can note down new words to look them up later khi mà đọc truyện bằng tiếng anh thì chúng ta có thể uh, ghi chú lại các từ mới để mà chúng ta tra sau đó join joining the english club hoạt động tham gia vào câu lạc bộ tiếng anh thì phương pháp ở đây sẽ là gì nhỉ practice uh, practice speaking english à việc tham gia vào câu lạc bộ tiếng anh thì có thể giúp chúng ta thực hành luyện nói tiếng anh right purpose purpose of study matter Mục đích của những cái phương pháp học này là gì? Việc mà chúng ta xem phim, những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh à, Thông qua việc là mở phụ đề để xem là người ta nói cái gì Thì sẽ giúp chúng ta enhancing listening skill Giúp chúng ta nâng cao cái kỹ năng nghe Ari, how about reading story in English? việc mà chúng ta đọc truyện bằng tiếng Anh bằng cách lại phương pháp chúng ta phương pháp ở đây đó tức là chúng ta sẽ ghi chú lại từ mới và kiểm tra sau đó tra từ sau đó sẽ giúp chúng ta improve grammar and vocabulary giúp chúng ta cải thiện phần ngữ pháp cũng như từ vựng hay là mẫu câu gì đó and the last one joining in, joining the english club việc tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh giúp chúng ta uh, việc tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh cái phương pháp ở đây đó là chúng ta thực hành nói tiếng Anh và mục và cái mục đích của cái phương pháp này đó là gì? Develop confidence in oral English giúp chúng ta phát triển được cái sự tự tin, tăng cường được cái sự tin, tăng cường sự tự tin trong cái giao tiếp tiếng Anh. Ok. Alright, good job everyone. So now let's move on to the next part. Now, let's write. Phần cuối cùng Now write an email to your pen pal to give advice on how to practice English. Use the writing skill board, the reading model, and your speaking note to help you write 100 to 120 words. Uh, ở phần này chúng ta sẽ viết một email gửi đến một người bạn qua thư để đưa ra lời khuyên làm thế nào để thực hành tiếng Anh và chúng ta có thể sử dụng phần kỹ năng viết trong phần writing skill board uh, phần mẫu bài đọc trong phần reading cũng như là những cái phần ghi chú trong phần uh, speaking để giúp chúng ta hoàn thành phần này. Các bạn sẽ viết khoảng 100 đến 120 từ. Ok, now for example. Ở đây cô có bài mẫu như sau. Tom to Tom at English speaking com uh, from David at uh, English speaking com Đây là một là uh, lá thư được gửi từ bạn David đến bạn Tom. Subject Fun activities in English những hoạt động thú vị bằng tiếng Anh trong tiếng Anh. Hi Tom chào Tom. Thank for your email. Check out the fun activities you can do in English and the study methods you can use. Cảm ơn uh, bạn đã gửi email cho mình. Hãy xem những cái hoạt động thú vị mà bạn có thể làm uh, bằng tiếng Anh và cái phương pháp mà bạn và những cái phương pháp mà bạn có thể sử dụng. Hãy kiểm tra những cái hoạt động thú vị mà bạn có thể làm trong tiếng Anh cũng như là những cái phương pháp học mà bạn có thể sử dụng. First. You can watch movies or TV shows in English. It's a great way to learn new words. Don't forget to turn on the English subtitles to understand the new words clearly. Đầu tiên là bạn có thể xem phim, có thể xem những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Đó là cách tuyệt vời để bạn học từ mới. Và đừng quên bật phụ đề bật tiếng Anh để hiểu được từ mới một cách rõ, rõ ràng. Second, you can read stories. You can read stories in English. You can read anything you like. Remember to choose a text a bit above your language level to learn some new words at a time. Và thứ hai nữa là bạn có thể đọc truyện bằng tiếng Anh. Mỗi lần bạn học từ mới như vậy thì các bạn hãy hãy nhớ là đọc cái gì đó mà hãy chọn những cái bài đọc nó cao hơn với trình độ của bạn một chút. Okay. Finally you can listen to your favorite English song. Finally you can listen to your favorite English music. Just make sure you use the lyrics to read the singer's words. Và cuối cùng là hãy nghe à những cái bài nhạc bằng tiếng Anh yêu thích và hãy chắc chắn rằng là bạn sử dụng cái lời bài hát để mà biết được là nội dung của bài hát đó nội dung mà cái bài hát mà ca sĩ đang hát là gì ok let me know if you have any question about anything hãy cho mình biết nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi gì nhé bye for now tạm biệt nhé David cái tên là David okay. Ok, good job everyone. We we just finished lesson 3, unit one, English in the world. Student book này, I learn small word. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 3, uh, chủ đề English in the world của sách tiếng Anh chính I learn small word. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.